những câu chuyện về gia đình mà dàn sao Vbiz đã giấu trong lòng từ rất lâu. Trên đời này, có lẽ sẽ không có một tình yêu nào lớn lao như tình yêu của cha mẹ. Họ là chỗ dựa, là bình yên, là tình yêu vô điều kiện. Cũng chính vì thế mà mỗi khi nhắc lại những câu chuyện về gia đình, dàn sao Vbiz đã không giấu nổi xúc động mà bật khóc thành tiếng. Trấn Thành. Mặc dù rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp, hội ngộ bên gia đình, tuy nhiên Trấn Thành rất ít khi kể về ba. Chỉ hiếm hoi trong một show truyền hình, nam MC Trấn Thành đã không nén được xúc động khi lần đầu tiết lộ những điều bất ngờ về đấng sinh thành của mình. Ngay trên sóng truyền hình, MC Trấn Thành đã bật khóc nức nở đến đỏ hoe hai con mắt. Anh nói, tôi chưa bao giờ thấy ba mình khóc, nhưng mẹ tôi kể rằng ba đã từng khóc vài lần trong đời mà hầu hết là vì tôi. Lần đầu tiên ba khóc là khi thấy tôi sinh ra. Lần thứ hai là khi tôi không chịu đi đôi dép ba mua về, khiến ba rất giận. Mẹ bảo tôi xin lỗi ba, nhưng tôi mới lớp 6 nên cứng đầu cứng cổ, lì lợm, nhất quyết không chịu xin lỗi. Tới lúc tôi xin lỗi thì ba bật khóc. Lần thứ ba, ba khóc khi tôi giành giải ba MC toàn quốc. Lúc đó, ba bẽn lẽn đứng bên cánh gà sau khán đài khóc. Không chỉ thế, là một người sống tình cảm, Trấn Thành còn nhắn nhủ. Người Việt Nam chúng ta không dạy nhau cách nói yêu thương với người trong gia đình. Bố mẹ không nói với con và con cũng không nói với bố mẹ. Bởi vậy, ngày hôm nay tôi viết ra bài hát này như một món quà dành tặng ba mình thay những lời yêu thương gửi đến ba. Ba ơi, con rất xúc động và yêu ba nhiều, dù con chưa bao giờ nói rằng con thương ba. Jun Phạm, cựu thành viên nhóm nhạc 365 được khán giả biết đến là nghệ sĩ đa tài ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, biên kịch, diễn viên lồng tiếng và cả viết sách. Ở Jun, công chúng luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tình cảm và biết cách quan tâm người khác. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài vốn quen thuộc ấy lại là một nam ca sĩ với những nỗi buồn, quá khứ mà ít người biết đến. Cách đây không lâu, trên một chương trình phát sóng truyền hình, Jun Phạm đã có những phút trải lòng về nỗi đau mất mẹ vào năm 19 tuổi khiến anh không bao giờ quên. Anh kể, hôm qua mẹ vừa xem phim Hồng Kông với mình rất là vui. Tự nhiên sáng hôm sau, mẹ mất. Con đã tự kỷ, rồi còn tự kỷ hơn. Hồi xưa cứ nhắc tới em lại khóc, nhưng hôm nay nó chỉ là câu chuyện để kể và chia sẻ. Chibu, nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc và tài năng chẳng kém cạnh ai trong showbiz Việt. Tuy nhiên Chibu lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cho đến gần đây, Chibu đã có những phút trải lòng đầy nghẹn ngào trong số đầu tiên của Chibu Christie Show. Theo đó, Chibu đã có những giây phút nói về tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi cô phải chứng kiến mẹ của cô bị bạo hành, cả hai mẹ con phải che chở lẫn nhau khiến cô phải chạy sang nhà ông bà để cầu cứu. Đây là một vết thương hằn sâu trong ký ức của Chibu khiến nhiều lúc cô không kìm được nước mắt và bật khóc. Chibu tâm sự, tuổi thơ của tôi đã chứng kiến quá nhiều cuộc cãi vã của gia đình. Tôi đã chứng kiến cảnh mẹ tôi có ý định treo cổ trong nhà. Bố mẹ tôi đánh nhau, tôi chứng kiến những khoảnh khắc mẹ tôi dọn sạch quần áo, bỏ lại con cái và nói, mẹ đi đây, mẹ không thể sống nổi trong gia đình này nữa. Có những lần tôi chứng kiến cảnh mẹ buồn tình, uống cạn một chai rượu và say xỉn trong nhà. Những lúc đó tôi ngồi cạnh mẹ như đứa bé, nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Ký ức bé thơ của tôi là những ngày nhìn thấy mẹ khóc, là những cuộc cãi vã và đánh lộn của bố mẹ khiến tôi phải chạy sang nhà ông bà cầu cứu. Đến khi tôi lớn lên, tôi là người phải nói với bố mẹ, đánh con đây này, đừng đánh nhau nữa. Tôi từng hận bố mẹ vì họ không để cho gia đình một phút nào yên bình. Khi tôi học cấp 2, chị tôi bắt đầu đi du học. Tôi nghĩ, thôi chết, chị mình đi rồi, mình phải ở nhà với bố mẹ. Mỗi lần cuộc chiến, mình phải chống chọi một mình à. Nhưng giờ ngồi đây, tôi mới biết tôi chính là cầu nối. Qua những việc tôi đã trải qua, tôi biết được bản thân mình phải học cách kiềm chế cảm xúc. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ mọi chuyện cũng đã là quá khứ. Và từ chuyện gia đình, Chibu cũng rút ra được khá nhiều bài học cho chính bản thân mình.